Trong ngày tại điểm cầu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng, các đại biểu cũng đã tập trung nghiên cứu quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Việc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng nhằm giúp các cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong công tác văn kiện đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy và các chi bộ lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, đặc biệt là những điểm mới trong văn kiện Đại hội 13 về giáo dục và đào tạo. Trong đó chú trọng đến các vấn đề như phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế, thực hiện cơ chế tự chủ đối với đào tạo bậc đại học phù hợp với xu thế chung của thế giới, có chính sách đột phá phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đại học.